xe đến Bùng Binh thì mình nhường xe ở bên phải. Đây là supermarket vua, còn bên đây là nhà thờ. Đây trước mặt quý vị là cổng Springvale. Mình có thể đậu bên Woolworth này được 1 giờ rưỡi. Lên đây thì hai bên, bên đây thì bên trái thì mình đậu được 2 giờ, tùy theo nơi các bạn xem bạn cho kỹ rồi đậu, vì đây họ hay đi tuần tra và thấy mình đậu không đúng nơi đúng chỗ hay đúng giờ thì họ sẽ phạt. Bây giờ mình vào cổng đây. Khu này thì tập trung khá là nhiều người Việt, người Hoa và Cambodia. Ta đi tìm nơi đậu xe 30 phút thôi để đi rút tiền và đi mua bánh mì thịt để ăn. Bên trái này thì mình có thể đậu được 30 phút thôi, còn bên phải thì mình có thể đậu được 1 giờ. Mai là chủ nhật, họ sẽ có hội chợ Tết ở đây. Siêu thị Việt Nam khá là nhiều. Có xe, hai chiếc xe này ra nè. Sau 5 phút thì mình đã có kiếm được chỗ đậu xe rồi. Đây thì ra đây thì quý vị kiên nhẫn chờ chút xíu, tại vì người ta hay đi viết giấy phạt, cho nên mấy người đậu đây người ta họ không dám đậu hơn lố đâu, tại vì đậu lố rồi bị phạt tới 80-90 đô. Ở đây thì rất là tiện, đi mua thức ăn. Các vị nào thích đông đúc thì nên đi vào cuối tuần, còn nếu mà mình không có thích quá đông đúc thì mình đi vào ngày thường thôi. Tại vì hôm nay nếu mà quý vị đi cắt tóc rồi thì cũng phải chờ khá là lâu, mình thấy có rất là đông người ở những cái tiệm hớt tóc.
Nếu mà mình mua trái cây, rau cải rồi thì mình nên đi vào cuối tuần thì nó có nhiều đồ tươi mang ra hơn. Tại vì họ biết là cuối tuần sinh hoạt nhiều, người ta mua rau cải thôi nhiều, cho nên họ bỏ những họ bỏ đồ tươi ra. Họ bỏ nhiều đồ tươi ra, còn mấy cái ngày thường thì nhiều khi đồ nó có thể để từ hôm nay đến thứ ba thứ tư thì nó không còn được tươi lắm. Bên đây thì cuối tuần gia đình hay mua mua đồ về nấu mấy món này món kia để ăn cho vui, như là phở hay là bánh hỏi thịt heo quay hay là bún riêu hay là bánh xèo. Về mà còn bị kẹt xe nữa. Với lại hôm nay là cũng gần sắp Tết rồi, cho nên không khí nó cũng nồng nhiệt hơn ngày thường. Ở Springvale này thì các ngày lễ Tây thì nhiều cái shop nó vẫn mở cửa như bình thường thôi. Lễ Tây thì mở cửa hết, nhưng mà Tết ta mình thì nhiều tiệm họ đóng cửa 90 ngày gì đó, họ nghỉ ngơi, họ ăn Tết. Cho nên là Tết rồi thì quý vị ra đây thì nhiều tiệm nó đóng cửa rồi, thì có một vài tiệm thôi. Tuy nhiên là những tiệm khác nó vẫn còn mở cửa, nhưng mà có nhiều tiệm nó thích nghỉ Tết thì nó đóng cửa vài ngày thôi. Nhưng mà những ngày lễ khác, Christmas, New Year gì ra đây thì nó mở cửa hết, nó giống như ngày thường thôi.